bạn về tới với trận đấu của Tuấn và Mẫn nha. Thì bên đây là trưởng lão Mẫn và thả công cụ một. À, tên gì Mẫn ơi? Hiệp sĩ Què. Hiệp sĩ Què hả? Què. Hiệp sĩ Què hả? Què. Què hả? Tên gì Tuấn ơi? Nắng hả? Vậy là một con lửa. Vậy là một con mung. Rồi, hai bên đã sẵn sàng chưa? Cùng tay phát chưa? Cùng tay. Rồi, thêm một, bắt đầu. Chỉ ai người đó điều nha. Điều với đối thủ là sự khủng khiếp. Nó đang vậy mà con nào phá là nó ghét lắm. Nó dữ lắm. Tức nó thật. À, con nào phá vô mày. Chỗ lục. Chưa đạt mà. Ra kia tính, quay lại đi. Bay lên nó trùng cước con ghế đâu. Rồi, chịu đạt. Rồi, chịu đạt. Đây là tính là thua tính. Hành động nó đúng là tổ đang ấy mà chọc nó bực đá ghê. Còn khi anh em coi những cái bị còn mắt em nha. Rồi, một cặp đi về Mẫn. Rồi, con thứ hai của Tuấn. Chỉ là nước kem nha anh. Anh tên gì vậy Tuấn ơi? Mày là Đào Phụ. Đào Phụ. Rồi thả luôn anh, nó quay mình. Con này không bé. Mở quay vậy, có thể rêu không đúng tầng số. Mẹ ơi, cái rêu của anh đâu? Một của ấy nó cũng yếu lắm, không có mạnh đâu. Nó nhảy nhảy không vậy ta? Nó nhảy. Đó, nó hấp cái kiểu nét này. Đào Phụ, về ít. Giờ mình tập hơi trễ nha em. Rồi gặp Mẫn, gặp Tuấn. Đây hiệp 2 là em, Mẫn là khẳng định hiệp rồi. Đứt một cái râu rồi. Mẫn ở dưới cùng một á. Khẳng nhảy 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 đứt cái râu bình bình. Thấy nó nhiêm nhiêm kìa. Đứt hai râu luôn. Nhiêm à. Đau quá. Nhiêm à, nhiêm đứt hai râu của đối thủ rồi kìa. Đang đá mà đứt hai râu vậy là nhiêm ra nó nhum không à. Rồi cái này sửa sửa thua được. Nó kỹ là nó không bị mát nữa, nó bị nó tới cỡ đây à. Nó đá nó nhảy lên nó cặp râu không kìa. Cái này em thua một hiệp một đều. Nói chung nó cắt hết hai râu của người ta rồi còn đòi nữa. Một đều. Giới thiệu một điều tỷ số hiệp T hiệp thứ ba với Mẫn ở trong cái hũ này tên gì Mẫn ơi? Có giống nhau không? Cái này chấm không con em nó đơm mới chừng rồi đơ nhưng mà đi có nên chấm để cho mọi người ta duyệt xem qua YouTube dưới nào thả sau là dưới nó sẽ bị chấm chấm nhẹ là chấm cái đuôi đi. Rồi được rồi á. Rồi tên gì Mẫn ơi? Tại hiệp sĩ Què 2. Hả? Hiệp sĩ Què 2. Hiệp sĩ Què. Què 2. Ra. Con này con địa ngục. Địa ngục ra. Vô địa ngục gặp sĩ Què. Cách sách. Huyết lệ nha. Huyết lệ giống nhau không? Là con kia chấm sẵn rồi mà. Vô huyết lệ. Huyết lệ này. Vô vô.
cái bàn bây giờ các bạn. Không, lúc ốm em bắt là được. Số 31 đi làm bằng. Mình tính phạt con gì đây Tuấn ơi? Con này là con ông nội. Ông nội, rồi khả năng đi quay rồi mà. Nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Rồi, rồi, giúp. Quay quay còng dưới chứ còn còn túng lùi luôn không hay còn về sập ốp đi xuống xin luôn chứ chạy tỷ số 41 đi vào mặn luôn rất hay trong que chàng phố tay cho con que anh em ơi con tiếp theo tuấn con đây mới quay thường nó không dễ nó vậy nó sợ ra con tên gì tuấn ơi này là con bảo tú rồi vô rồi vô anh em ơi bảo tú qua được cơn mưa cái gì nó cũng có dạng của nó không rồi đang chân mình bên đây mấy luôn rồi nó dính thêm chân mày nát mấy thì bạn ăn cái hàng như bao nhiêu giây rồi con tiếp theo của mắng cái gì thường sinh hả à? Thường sinh thư sinh con thứ ba của mắng nha số là 42 bao nhiêu người mắng rồi mắng sẵn sàng chưa chọn cái cổ, chọn cái hàm, có dế rồi chọn tất cả là do mình lựa chọn thôi, mình tao giúp, có hai cái là tính rồi nha, bạn ra ra, với bạn ra, tỷ số đó là rút ngắn còn 43. Diệt liêm thế luôn rồi mẫn con này tên gì mẫn ơi cắt khô cắt khô hả vô 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 rồi vô vô đây rồi mẫn triệu nữa đã vô đây đừng nói lắng nói gì chuyên khí chuyên nghiệp kệ nó dưới nào cũng là dưới đá giải đó đá chấm rồi mà chấm xong rồi dưới nào cũng là dưới đá giải đó là làm dưới hai chục nhưng mà con vàng nó thuộc thế bén hơn nha rồi rồi con vàng nó bén hơn đó đừng đem đừng đé mà sau chưa làm 30 giây á chưa đâu chưa mắn này không nhìn gì hết cho á càng đục
rồi mày chạy rồi, 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 rồi luôn mày trúng chân, mày trúng chân rồi sao rồi con em bị chết rồi em chạy lên tiền luôn đi. Thằng này tự nhiên đang đá nhìn đi đâu thì giống như mất mày mới vậy đang đá trong biết đi đâu ấy luôn cứu chủ giống như nó bị mù không bên. Mày chỉ tốn người chạy là do chính trực những ngày ta đi vô là nó đá giống như bị mù một bên okay. Nó đá hay là được không nó cũng khỏe là được bao nhiêu giây chưa cho tự vô trên trước có hay là tự vô hai ba à, đi vô hết giờ rồi 50 giây nha đi đi còn bắn vô con này ôm hang còn nữa rồi chạy rồi tỷ số 4 đều ok chúc mừng có giá tổng quyết đúng không dạ mày chạy quá xa quá từ đây bao nhiêu tiền bạn lại chơi luôn á đi quái không thấy xác luôn rồi mẫn đã coi sẵn sàng chưa cho thêm chiến lược chưa chiến lược thả luôn nhẹ nhàng thôi nha rồi mẫn thả con yêu quái ra nha một con giết cua nữa thả con khá là tốt vô luôn em ơi rồi hai con gặp nhau rồi con súng tên gì cũng quên rồi bạn yêu quái gặp nó tốt hai này cùng mời nha chứ đang là 5-4 bảo tố kéo tới thì gặp khá vô con gì đây quay lại con ông nội tỷ số 5-4 vẫn nghiêng về mẫn anh em rồi thả đây nhẹ lên không tiếp được mình thấy cái hang tỷ số 6-4 nghiêng về mẫn hạ con thanh xuân mới nha tỷ số vẫn là 6-4 nghiêng về mẫn rồi rồi nhẹ nhàng thôi không một lâu đối kháng được rồi, chắn được còn được, đâu rất là nhanh em nha, chúng ta còn được khỏe rồi ha, tốc độ còn bằng nữa, còn được con lửa khỉ hơn nhưng mà con đen vẫn chắn được, trời rớt chân rồi, rớt chân của bạn rồi, có tốt rồi phải, rớt chân đầu rồi đi, rớt chân dưới anh cũng, đầu rồi, chịu đòn có thể tóm giữa không ăn thua, không đứng được, chịu đòn có thể tóm, rớt trên đầu nó mới thắt bằng á. Cái hàm đưa xuống đất kìa. Tụt đá từ trong đó ra mà nghỉ nè. Cảm giữ đất không hai con này hàm sát chưa. Đá từ trong đó ra mà nghỉ nè. Đá từ này sẽ hàm sát chưa. Thấu thấu rồi kìa. Chứ không thật ngón này ra ngay chỗ chân gãy cổ tôi không biết. Lì lên chứ. Rồi. Tới. Này ạ. Không quay đầu ra, không quay đầu ra. Còn gì nó đúng cái đầu thì đồng đồng quá. Cái nước này đồng tay bên dưới là được. Nữa. Quay đầu ra. Rồi chạy ra. Số 7-4 nghiêng về mẫn. Đúng. Hay quá. Con này tên gì vậy? Viết lệ. Viết lệ. Dập. Tại sao mà mình không biết được cái khiêm tốn nó không ra đâu khiêm tốn là nó tính tốt nhưng nếu mà khiêm tốn quá đây là cái cuối cùng của tốn ok tốt rồi con này đã tận thu rồi quay lại thằng nào cũng là trận chung kết lên tốn con em bên đây nè nó má rồi chị nó chị hồi vô bắt đầu sập nặng quá nó bất ngờ cung đá đó còn cung đá một cái cũng đáng nha rồi đây là cái một cung đá khác đáng rồi ơi rồi
Để một lần mãn nhãn trước khi chia tay, giải coi. Ok, thằng này đã được. Nó lụm con lửa luôn à. Nó lụm con lửa luôn đó. Nó lụm con lửa luôn đó. Chạy như thế, giờ đi chạy luôn. Chạy 30 giây em lùi vô mà không đáng nữa. 30 giây thật đập. Hai đầu như cái á. Cưng dữ. Con nào ra cũng tốt hết. Con nào ra cũng tốt. Rồi, vô vô em. Là đều vô này. Mong màu. Cái mộc này là bằng con cá nha. Mộc này là bằng con cá. Đó, 4 8 4 nghiêng về mắng cho mắng chàng vỗ tay đi anh nè. Rồi, cặp này là anh Đồng với anh Minh. Anh Đồng thì đây, anh em. Đây và anh Minh. Đây, chào anh em nha. Rồi, chào cặp này rất là hấp dẫn luôn anh em. Và anh Đồng con này tên gì anh Đồng? Đầu trắng. Anh Đồng là cấp bậc đang là gì anh Đồng? Đại tướng. Đại tướng. Trời ơi. Đại tướng đấu với siêu tân binh. Siêu tân binh. Rồi, đây. Siêu tân tinh đi cho nó hay. Anh Minh cho anh tên gì anh Minh ơi? Dạ, 67 cổ. 67 cổ. Diêu cái coi, diêu cái coi cho em xem coi. Hai con có giống nhau không? Rồi, thành thái nha. Con lửa thế nè. Rồi, khi nào anh Đồng phát thì vô luôn. Rồi, vô luôn. Đồng mở nha.